Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua, mùng 10 tháng 6, thì thi thể du khách người Anh Aidan Webb vừa mất tích khi leo đỉnh Phan Xipang thuộc vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn đã được đưa xuống chân núi bằng hệ thống cáp treo công vụ. Được biết là dù tuổi đời còn rất trẻ, sinh năm 1993, nhưng Aidan là một vượt thủ, một vận động viên leo núi chuyên nghiệp. Cái chết của anh không chỉ gây bất ngờ đau đớn cho người thân, bạn bè, mà còn khiến cho rất nhiều người, đặc biệt là những người ưa du lịch mạo hiểm không khỏi xót xa. Vâng, và đây cũng không phải là sự cố lần đầu tiên khi mà khách du lịch muốn chinh phục đỉnh Phan Xipang. Đã có rất nhiều những tranh luận trong những ngày vừa qua về kỹ năng sinh tồn, kỹ năng sống sót khi tham gia du lịch mạo hiểm. Và câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay cũng sẽ đề cập đến vấn đề đang được dư luận quan tâm này, đó là chinh phục Phan Xipang khi mạo hiểm với nguy hiểm. Vâng, và trước khi đến với vị khách mời cùng với câu chuyện xoay quanh vấn đề du lịch mạo hiểm này, thì chúng ta hãy cùng đến với một tổng hợp ngắn sau đây. Chinh phục đỉnh Phan Xipang có 3 tuyến đường để lựa chọn là cung Cát Cát, cung Xín Trải và cung Trạm Tôn. Du khách người Anh Aidan Webb đến Sapa, Lào Cai vào ngày 2 tháng 6 năm 2016 và nghỉ ở thị trấn. Sáng ngày hôm sau, mùng 3 tháng 6, du khách này xuất phát từ thôn Xín Trải, leo dọc tuyến dây cáp của cáp treo Phan Xipang. Đây được đánh giá là cung đường rất nguy hiểm vì có địa hình hiểm trở, thác suối, vách đá treo leo. Hơn nữa, mùa này các vách đá ẩm ướt nên rất dễ trơn trượt. Đến 18 giờ cùng ngày, Webb thông báo với bạn gái mình bị ngã xuống thác, chấn thương đầu gối. Anh cũng gửi vị trí định vị bị ngã qua tin nhắn của bạn gái. Hai người vẫn nhắn cho nhau, đến 6 giờ sáng ngày 4 tháng 6 thì mất liên lạc. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 200 người cùng nhiều phương tiện hỗ trợ như flying cam, chó nghiệp vụ để tìm kiếm Aidan Webb. Đến trưa ngày 9 tháng 6, thi thể của Aidan tìm thấy ở vị trí gần trụ cáp treo T4. Trước đó vào tháng 7 năm 2013, sinh viên Phạm Ngọc Ánh, 20 tuổi, là sinh viên năm 2 trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, mất tích khi đang trên đường từ đỉnh Phan Xipang trở về thị trấn Sapa. Khi xuống dốc tới độ cao 2.800m, có đoàn nghỉ dừng chân ở Trạm Tôn, nhưng Ánh đã tự ý đi trước nên bị lạc. Vâng, và xin được giới thiệu khách mời trong trường quay ngày hôm nay chính là anh Ngô Huy Hòa. Anh Ngô Huy Hòa là một phượt thủ có tiếng trong cộng đồng các bạn trẻ đam mê phượt, và anh từng có chuyến đi 18 ngày độc hành xuyên Việt chinh phục đỉnh Phan Xipang và 9 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, đã đặt chân đến 4 cực của Tổ quốc và là tác giả của cuốn sách nổi tiếng là 4 cực 1 đỉnh. Và xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên, được biết là anh là người đã nhiều lần chinh phục Phan Xipang. Vậy thì cung đường mà anh Hòa thường chọn là cung đường nào và tại sao? Thực ra Hòa đi Phan Xipang khá là nhiều. Và cái cung đường Hòa đi từ những cung đường dài như Cát Cát, và bình thường nhất thì Hòa hay đi đường Trạm Tôn. Thì cái cung đường Trạm Tôn thì nó là một cung đường phổ thông và nó khá phổ biến, có thể đủ trải nghiệm cho mình những cái cảm giác. Vâng, nhiều người cho rằng là cung đường mà du khách người Anh lựa chọn đó là leo đỉnh Phan Xipang dọc theo tuyến cáp treo, và nhiều người cho rằng đây cũng là tuyến đường rất nguy hiểm. Ý kiến của anh như thế nào? Đúng rồi, cái cung đường Xín Trải mà dọc theo cái tuyến cáp treo thì cái tuyến cáp treo là họ làm đường thẳng từ bản Cát Cát, bản Cát Cát dưới Sapa lên thẳng đến đỉnh, và như vậy là cái tuyến như vậy là rất là dốc, cái độ dốc rất là cao, và nguy cơ mà gặp cái tai nạn ở trên cung đường dốc như vậy là rất là nhiều, nhất là khi mà cái tuyến đường đã bị thay đổi diện mạo khá là nhiều sau khi mà xây cáp treo. Vậy thì theo anh đó có phải là nguyên nhân khiến cho du khách người Anh này tử nạn hay là còn nguyên nhân nào khác nữa? Thật ra cái nguyên nhân có rất nhiều nguyên nhân có thể là tính đến ở sau cái vụ tai nạn này, nhưng mà theo Hòa là nguyên nhân sâu xa nhất đó là cái môn thể thao mà cái bạn người Anh này lựa chọn, đó là cái môn thể thao mà gọi là một trong những môn thể thao nguy hiểm nhất. Đó là nó không phải là trekking như bình thường, leo núi như bình thường mà mọi người có thể là hình dung như các bạn trẻ bây giờ hay đi. Và bạn ấy đã sử dụng một cái môn thể thao là leo núi tự do, và cái môn thể thao này gần như là không sử dụng bất kỳ một thiết bị nào cả. Có nghĩa là bạn ấy đã trở về cái bản năng nguyên thủy nhất là con người, đó là leo núi và không bất sử dụng bất kỳ một kỹ năng nào ngày khác nào cái đôi tay, bàn tay của mình. Cái môn thể thao này theo Hòa được biết thì bạn ấy là chỉ sử dụng một cái chất tạo bột để làm tăng cái bộ ma sát của tay thôi, và bạn ấy bám vách, chứ không phải là một môn thể thao bình thường giống như mình vẫn hình dung nó là mình đi trên một con đường và sử dụng các thiết bị dây hỗ trợ, và bạn ấy gần như là chỉ một mình và đối diện với tự nhiên. Và bạn đã chơi một môn thể thao mạo hiểm như này thì bạn đã chấp nhận cái việc rủi ro. Và một yếu tố nữa mà Hòa có thể nghĩ tới đó là bạn ấy không lường trước được cái độ nguy hiểm của cái Phan Xipang, cái mùa mà gọi là mùa dữ dội nhất trong năm, đó là mùa mưa bão.
Vâng, và thường thì người ta thường nhắc đến những điểm đen trong cung đường leo lên Phan Xipang. Đâu là những nguy hiểm khi mà chinh phục nóc nhà của Đông Dương này? Cái Phan Xipang nó là hành trình mà đi xuyên qua rừng Hoàng Lý Sơn ấy. Thì cái địa hình nó rất là đa dạng. Đầu tiên bạn sẽ vượt qua rất nhiều cái con suối khác nhau. Và cái được mùa mưa lũ như thế này thì chắc chắn là cái việc mà những cái con dòng suối trở thành những con thác, những cái gành thác mà rất là nguy hiểm, mà thay đổi diện mạo khác rất là nhiều so với những cái điều kiện bình thường. Ngay Hà Nội chúng ta thôi, cái việc mà sau một trận mưa nó khác biệt như nào rồi. Và thứ hai đó là cái càng lên đỉnh thì cái đoạn mà vách dốc dựng đứng nó rất là nhiều, nó gọi là vách liên tiếp vách, và cái độ trơn trượt rồi là cái thời tiết ẩm ướt nó tạo cho một cái sự khác biệt hoàn toàn so với những cái khí hậu mà bạn người Anh này có thể là ở cái vùng đất của bạn ấy chưa bao giờ trải qua. Vâng, vậy thì mỗi khi mà chuẩn bị cho một chuyến du lịch mạo hiểm hay là leo núi thì anh cần chuẩn bị những vật dụng gì? Cái bạn web này có thể là bị mất phương hướng và gần như là bị lạc đường, và bạn có nhắn lại một cái vị trí tọa độ. Và đây là một điều rất là quan trọng trong cái cuộc hành trình ấy. Thì Hòa thường đi thường thì phải nghiên cứu rất là kỹ về cái vùng đất mình sắp tới. Và một điều thiết bị quan trọng nhất mà Hòa hay mang theo đó là thiết bị định vị. Có nghĩa là mình có thể xác định được vị trí của mình và xác định điểm đến của mình. Từ đó thì mình có thể tính toán cái lịch trình phù hợp cho công đường của mình. Và một điều quan trọng nữa là khi mà Hòa đi bất cứ vùng đất nào thì Hòa thường một điều rất là quan trọng là Hòa phải liên hệ trước với cái người dân địa phương. Một điều rất là khó khăn có thể là mình chưa bao giờ đến đấy, nhưng mà khi mà đến đấy mình mất một khoảng thời gian tương đối là nhiều cho cái việc tiếp cận một người dân địa phương, có thể họ có chấp nhận đi theo mình, có thể là họ không biết được những cái kỹ năng sinh tồn của họ ở cái vùng đất đấy họ tốt hơn mình đấy. Có thể là mình sẽ dùng cái thiết bị định vị của mình để xác định cái vị trí điểm đích của mình đến, những cái người đi theo mình sẽ hỗ trợ mình trong tất cả những trường hợp mình bị tai nạn hoặc khúc mắc cái gì cả. Còn đây là một điều rất là quan trọng. Vâng. Hơn bất kỳ những vật dụng gì khác. Ngoài thiết bị định vị và một người dân bản địa am hiểu về địa hình thì anh còn cần những vật dụng gì khác nữa hay không? Tất nhiên là ngoài đó thì những cái vật dụng mà sinh tồn cơ bản như là dao kéo vật lửa hay là những cái đồ ăn thức uống thì chắc chắn là mình không thể thiếu được rồi. Nhưng mà quan trọng nhất cái điều mà mình nói đó là có một cái sự vững chắc, đó là người hỗ trợ, một người bạn đồng hành hỗ trợ mình, tin tưởng mình để mình có thể là giao phó tất cả những cái điều khó khăn nhất trong những trường hợp. Vậy thì trong những chuyến du lịch mạo hiểm của anh thì đã bao giờ anh bị lạc đường hay là rơi vào tình huống nguy hiểm hay chưa? Có chứ, Hòa đi khá là nhiều, và nhất là những cái vùng núi thì cái điều mà khi mà mình vào trong thiên nhiên thì cái điều mà khó khăn thì không thể tránh khỏi. Còn trong cái điều mà mình Hòa ấn tượng mà bị ám ảnh nhất, đó là khi mà Hòa đi cái vùng đất Lai Châu á, đó là một ngọn núi mà có tên khá là dài, còn Nam Cang Hô Tao á, thì khi mà đến đấy thì Hòa cũng đã liên hệ với chính quyền và đi với người dân địa phương. Thế nhưng mà không thể lường trước được cái việc mà lên đến đỉnh. Cái đỉnh cao này thì là chính bản thân người dân địa phương này cũng chưa bao giờ lên tới đỉnh đấy. Và khi đã lên tới đỉnh thì lúc nào nhập nhoạng tối và thời tiết biến đổi rất là nhanh. Nó có một trận mưa đá ngay lập tức ngay sau đó. Thì bởi vì là cái đoàn định lên tới đỉnh thì là mình sẽ không mang nhiều đồ. Bởi vì cái đường lên đỉnh rất là dốc. Mình thường sẽ bỏ lại đồ ở trên dưới một cái sống yên ngựa ở ngay dưới đỉnh ấy. Thì khi mà đó thì mình không có thiết bị hỗ trợ, là không có áo mưa hay cái gì cả. Thì một trận mưa đá nó rất là khủng khiếp. Và cái đường thì lên đỉnh thì là đường mình vừa phát đường xong ấy, thì là nó là những cái gót trông mình vừa chém phạt ngang để mình mở đường lên ấy. Thì khi mà trở xuống thì trong cái điều kiện mà mưa, trong sấm chớp, và cái gót trông ấy trở thành những cái bẫy trông, và Hòa nó bị ngã và gần như là bị thương bởi vì những cái gót trông như thế. Và khi di chuyển rất là khó khăn, thậm chí cái người dân bản địa ở đấy họ cũng trở nên hoảng loạn, họ bỏ bọn tôi, bỏ ba người bọn tôi trở lại. Thì là ba người phải dìu nhau xuống cái điểm mà có thể là trú tạm mưa đấy, và như là cả đêm là cứ ngồi như thế thôi để mà đợi trời sáng. Vậy thì trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt đó thì anh cho rằng là điều gì đã giúp cho anh cùng những bạn bè có thể sống sót? Chính là cái tinh thần hỗ trợ tương hỗ của chính những người đi cùng mình, và cái cảm giác mà nếu như mà mình đơn độc ở trong đấy thì rất là khó khăn, và nhưng mà chính là những cái người bạn đã đi cùng mình, cái ý chí là tương hỗ với nhau đã tạo cho mình một cái động lực để mình có thể vượt qua khó khăn như thế.
Vâng, và xin cảm ơn anh Ngô Huy Hòa về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị, là trước đó trên Facebook thì Aiden cũng chia sẻ cảm xúc khi leo núi ở Việt Nam là chưa bao giờ vui đến vậy, chưa bao giờ trí óc tôi được giải phóng đến vậy. Tuy nhiên, trong trường hợp của du khách người Anh này thì đam mê khám phá có thể trả giá bằng tính mạng nếu chúng ta chủ quan và thiếu kinh nghiệm. Sự việc xảy ra đối với Aiden là vụ tai nạn hết sức đáng tiếc. Tuy nhiên, nó cũng góp phần cảnh báo chúng ta, đặc biệt là những người đang có ý định leo lên nóc nhà Đông Dương. Như mọi cuộc chinh phục khác thì điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị kỹ càng trước khi bắt đầu. Và thưa quý vị, vừa rồi chính là câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay.